các phương tiện công cộng như là xe buýt hoặc là tàu điện ngầm, thì còn có một phương tiện nữa thân thiện với môi trường, đó chính là xe đạp. Và cách sử dụng xe đạp thì vô cùng dễ thôi, chúng ta chỉ cần đến với các cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc thẻ du lịch như thế này và quẹt vào máy và lấy xe đạp đi thôi. Bạn muốn thoát khỏi những nơi mua sắm ồn ào náo nhiệt ngoài kia, tìm kiếm một nơi nào đó thật nhẹ nhàng, yên tĩnh và với những món đồ thật là độc đáo và mới lạ, thì hãy đến với Trung tâm Văn hóa Trường Sơn. Nơi đây ngoài việc trưng bày và bày bán những sản phẩm mà các bạn khó có thể tìm kiếm được ở những khu chợ khác hoặc là những nơi mua sắm khác, và Hồng Hạnh đang thấy ở đây có một sản phẩm mà Hồng Hạnh thấy rất là thú vị, đó chính là một chiếc máy ảnh. Và bên cạnh những sản phẩm độc đáo như thế này thì các bạn còn có một không gian để có thể chụp cho mình những tấm ảnh thật là đẹp, một không gian rất là nghệ thuật tại đây. Khu vực quảng trường, và các bạn thấy đó, đây là một nơi có khuôn viên rất rộng lớn, và tại nơi đây thì còn có các công trình như là nhà hát kịch, nhà hát opera và đài tưởng niệm, và đây cũng là một trong những nơi thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu. Thường Hạnh tập thể dục siêng năng hơn thì bây giờ leo núi có lẽ là không mệt như vậy, nhưng mà chắc là khi mà lên tới đỉnh núi nhìn ngắm được toàn cảnh Đài Bắc thì rất là tuyệt vời luôn, cho nên bây giờ tiếp tục leo đây. Cố lên các bạn ơi, sắp tới rồi. Lên đến đỉnh của núi voi rồi, và dù là hơi mệt một chút nhưng mà cảm giác rất là đã khi được nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Đài Bắc. Và các bạn biết không, ngọn núi này có độ cao lên đến gần 700 mét đó. Và như vậy đây cũng chính là điểm kết thúc của chuyến hành trình lần này. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo.